gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm vần thơ. Qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nhiên nghe lòng đang ước mơ. Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào, chờ bão tố về làm chiêm bao. Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Trong tay em nghe ngọt ngào, nếu đời là một giấc chiêm bao, xin yêu anh thiết tha như yêu lần đầu, em muốn yêu anh dài lâu. Anh muốn yêu em dài lâu, anh muốn yêu em. Cho thiên thu là một giây, yêu anh cho đến khi ong thôi làm mật, đến khi loài chim quên lối bay. Khi ôm anh trong tay em nghe ngọt ngào, nếu đời là một giấc chiêm bao, xin yêu anh thiết tha như yêu lần đầu. Anh muốn yêu em dài lâu, anh muốn yêu em dài lâu, anh muốn yêu em đậm sâu. Anh đã thương em từ lâu, anh muốn yêu em dài lâu, anh muốn yêu em dài lâu. Đang đến với mùa 2 của chương trình Và Tôi Vẫn Hát, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Truyền thông MOV thực hiện và sẽ được phát sóng vào khung giờ 20:30 tối thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị vừa đến với món quà mà ba vị giám khảo đã dành cho chúng ta trong ngày hôm nay, ca khúc Yêu Em Dài Lâu, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy. Và chúng tôi cũng xin được giới thiệu ba vị giám khảo đồng hành cùng với chúng ta mùa thứ 2 của Và Tôi Vẫn Hát. Xin giới thiệu, đó chính là nhạc sĩ Đức Huy. Xin được giới thiệu đến quý vị giám khảo ca sĩ Thu Phương. Xin giới thiệu đến quý vị nghệ sĩ Thanh Thủy.
mùa 1 và Tôi Vẫn Hát, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự yêu thương và tình cảm của quý vị. Và tiếp tục mùa 2, chúng ta sẽ cùng lắng nghe và gặp gỡ những câu chuyện truyền cảm hứng của những nhân vật sẽ xuất hiện. Nào, hãy cùng chúng tôi một lần nữa chào đón ba vị giám khảo đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời các vị chúng ta cùng về vị trí của mình. Quý vị thân mến, trải qua 9 đêm thi, chúng ta sẽ tìm ra được 9 thí sinh có phần thi tài năng và câu chuyện cuộc đời đầy ấn tượng để giành được tấm vé vào vòng chung kết của chương trình Và Tôi Vẫn Hát. Chúng ta sẽ gồm có 2 phần thi. Phần đầu tiên đó chính là Tôi Vẫn Hát sẽ chiếm 75% tổng số điểm. Bên cạnh đó, phần thi thử thách tài năng sẽ chiếm 25% tổng điểm còn lại. Thí sinh nào có tổng điểm lớn nhất sẽ giành chiếc vé bước tiếp vào vòng chung kết. Và trước khi chúng ta đến với các phần thi của các thí sinh thì cho phép Nguyên Khang và Thanh Phương sẽ được giao lưu trò chuyện cùng với ba vị giám khảo. Nhạc sĩ Đức Huy cảm nhận như thế nào về chương trình? Một cái món quà tinh thần ra sao đối với lứa tuổi trung niên ạ? Qua cái mùa đầu tiên thì Và Tôi Vẫn Hát là chương trình mà tôi yêu thích nhất. Chương trình này cho tôi gặp gỡ được những người trung niên và trên trung niên tài hoa và có những cái câu chuyện thật là nhiều ý nghĩa. Mùa mới này thì tôi chỉ xin ngắn gọn là rất sung sướng, rất hạnh phúc được gặp lại tất cả quý vị, gặp lại tất cả. Còn gặp nhau là vui lắm rồi. Thưa quý vị, ở mùa trước thì chúng ta thấy hình ảnh của nghệ sĩ Thanh Thủy là một người rất giàu năng lượng. Năm nay chị quay trở lại rất đầu tư cho trang phục quý vị à. Chị đã chuẩn bị cho một vali hành lý thật nổi bật ạ. Nói rằng là năng lượng, đúng vậy. Thanh Thủy rất là hạnh phúc, rất là vui, vui lắm luôn. Cái dấu ấn của chương trình rất là đậm nét trong cái cuộc đời làm nghệ thuật của Thanh Thủy rồi. Mà bây giờ chúng ta lại được ngồi cạnh nhau, được làm việc với nhau qua một cái khoảng thời gian gần như chúng ta phải rời xa nhau, rất là hạnh phúc, cho nên bây giờ kêu làm gì làm đó luôn á. Làm gì làm hết luôn mà. Cảm ơn chị. Ca sĩ Thu Phương cũng đã trải qua rất nhiều những khó khăn, vượt một đoạn đường xa để bay về Việt Nam tham dự chương trình Và Tôi Vẫn Hát. Điều đó chứng tỏ được rằng chị đã dành một tình yêu rất lớn cho chương trình. Xin mời những lời chia sẻ từ chị. Đối với Thu Phương, mọi thứ bây giờ giống như là kỳ tích vậy đó. Và đặc biệt là để có thể ngồi ở đây, cho nên là không có thể diễn tả bằng lời được. Và Phương tin là tất cả những người có mặt ở đây, ở trên sân khấu này, từ khán giả đến giám khảo cho đến tất cả những người tham gia chương trình, cũng đã có những câu chuyện rất riêng của họ mà không ai có thể hiểu hết được. Chúng ta cảm ơn cuộc sống vì đã lại có mặt được ở đây. Cảm ơn ca sĩ Thu Phương. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với ba thí sinh của ngày hôm nay trong đoạn clip sau. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với vòng 1 của chương trình với tên gọi Tôi Vẫn Hát. Quý vị thân mến, ở vòng này các thí sinh của chúng ta sẽ lựa chọn những ca khúc để nói lên ước mơ, câu chuyện của mình. Và sau đó thì ban giám khảo sẽ đưa ra những điểm số từ 6 cho đến 10 điểm. Và mỗi một giám khảo ở đây sẽ tương ứng với 25% số điểm mà các thí sinh chúng ta có được. 25% còn lại sẽ thuộc về quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Khán giả bình chọn cho thí sinh được yêu thích nhất. Thí sinh có lượt bình chọn cao nhất sẽ nhận được 10 điểm. Tiếp theo sẽ nhận được 8 điểm và thí sinh còn lại có số lượt bình chọn ít nhất sẽ nhận được 6 điểm. Và bây giờ, chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của thí sinh đầu tiên. Cũng là một nghệ sĩ nhưng mà nghệ sĩ loại xoàng, cho nên là cũng hoạt động rất là nhiều thứ. Tôi tham gia công tác từ năm 17 tuổi ở đoàn văn công Nam Hà, Hà Nam Ninh. Sau đó rồi mới đi học nhạc viện. Bản thân tôi thì cũng đi phục vụ rất nhiều, đi từng đi Khe Sanh, từng đi các điểm ở Quảng Trị. Bộ đội đi đến đâu thì chúng tôi đi đến đấy. Ông xã tôi là nghệ sĩ ưu tú Trần Hoàng Hải, biên đạo múa, trưởng đoàn văn công quân khu 3. Cho nên tôi dành ưu ái cho ông xã tôi để hoạt động tiếp tục. Còn riêng bản thân tôi thì chuyển về công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nam Ninh. Tôi gặp một số anh em bạn bè đó,
thành lập một cái đội hát chèo ở đây. Câu lạc bộ của chúng tôi là có đi hướng dẫn ấy, trường đại học Hùng Vương này, trường đại học Hồng Bàng này, rồi trường đại học Fulbright này, đại học khoa học xã hội nhân văn này. Các cụ ngày xưa có nói là chống khoan thì múa khoan, mà chống mau thì múa mau. Thì cũng như là cái điệu nhạc mình bây giờ ấy, cái nhạc mình chậm rãi thì mình làm những động tác chậm. Thế còn nếu mà cái nhạc nó nhanh, nó dồn dập, nó sôi động thì mình làm sôi động, có gì đâu. Thế cho nên chị em mình cố gắng. Không thể truyền đạt được hết tất cả những cái gì mình hiểu biết về cái hát dân gian ấy, cho nên là rất là tiếc. Thế tôi chỉ muốn rằng là dạy được cho nhiều con, cháu, rồi các em học sinh. 1, 2, 3 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tôi năm nay 80 tuổi rồi. Thế muốn giữ được cái tuổi như thế này thì tôi cũng mong rằng tất cả các bạn cố gắng, thứ nhất là thoải mái, tư tưởng thoải mái. Hai nữa là luôn luôn hoạt động những cái gì mình có thể, tùy theo sức của mình. Sức của mình tập tành được đến đâu, mình nên tập, nên vận động. Chứ cái năm 60 tuổi là tôi bệnh rất là nặng. Từ đấy tôi mới nghiên cứu học yoga, tập khiêu vũ dưỡng sinh. Tôi đã thành lập những cái câu lạc bộ khiêu vũ dưỡng sinh từ năm 2001 đến bây giờ. 3, 2, 3, xoay, 5, 6 Bản thân mình là những người già, cho nên phải giữ cho mình là chính. Mà giữ cho mình là giữ cho xã hội, giữ cho xã hội, giữ cho gia đình, giữ cho con, cho cháu. Thế cho nên là tôi mong tất cả các bạn già vui vẻ, khỏe mạnh. Và muốn khỏe mạnh được thì phải vui vẻ. Mà muốn vui vẻ được thì phải hát, phải nhảy, phải tập dưỡng sinh, phải tập yoga.
tôi xa quê hương bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu trưa hè, mùa lụt nước lũ bắt cá giữa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, những câu chuyện cổ mẹ kể năm nào. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, ngày ấy. Rất là cảm xúc, và tôi thấy quý vị khán giả cũng đã đứng dậy để dành những tràng pháo tay để cổ vũ bác ạ. Xin chào bác ạ. Dạ thưa bác, được biết là bác luôn là người truyền đi những cái năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Bác có hẳn một cái câu lạc bộ khiêu vũ ngay tại chung cư của mình. Bác có thể chia sẻ một chút về điều này được không ạ? Tôi đã tâm sự với mọi người đấy là già rồi ai cũng có bệnh hết. Nhưng mà muốn khắc phục để cho cái sức khỏe mình nó được ổn định và để cho đỡ phiền cho xã hội, đỡ phiền cho gia đình, đỡ phiền cho con cái thì mình phải tự rèn luyện. Thì tôi cũng chẳng tài giỏi gì đâu, vì tôi không phải là vũ công. Học thôi, tất cả đều là học thôi. Học ở mạng, rồi học ở bạn bè. Những cái điệu gọi là vận động chân tay, rồi cổ, rồi mông, rồi đùi, rồi đầu gối, đủ mọi thứ để vận động người già là chính. Tôi đã thành lập được câu lạc bộ ở Tân Bình, ở Gò Vấp, và bây giờ lại ở quận 7. Thế thành các chị em vui vẻ lắm. Chia sẻ của bác Nguyên Khang nghĩ rằng nó rất là phù hợp, bởi vì điều quan trọng đó là cái tinh thần lạc quan, và mọi người gặp gỡ nhau mọi người cũng có thể thấy tiếp thêm cái năng lượng tích cực, đúng không ạ? Bác đã gửi một ca khúc rất hay rồi, thế bây giờ bác có thể gửi cho mọi người một điệu chèo được không ạ? Một làn điệu chèo để quý vị có thể làn điệu chèo thì cũng được, nhưng bây giờ tôi xin mong một câu kiều. Một câu kiều, vâng ạ, xin mời bác ạ. Cái đoạn này là đoạn Thúy Kiều buồn bã và chia tay với Kim Lang rồi, cho nên mới than một mình. Phận sao phận bạc như vôi, đã đành nước chảy hoa trôi, lỡ Lang Kim Lang. Kim Lang ơi hỡi Kim Lang, thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây. Rất tuyệt vời ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn bác. Cảm ơn bác rất nhiều, rất là cảm xúc, đúng không ạ? Cho phép Thu Phương xin được kính chào cô. Dạ. Cháu làm như thế này là bởi vì thưa cô, cháu không thể tưởng tượng được là tại sao cô có thể làm được tất cả những cái thứ mà vừa mới diễn ra trên sân khấu này mấy phút qua. Cháu thấy cô chia sẻ, cô nói mọi người là phải khỏe, phải tốt lên, phải làm rất là nhiều điều cho cái tuổi già của mình. Nói thì rất là dễ, nhưng mà để làm được không hẳn là nói là làm được. Cháu nói bố cháu mỗi ngày là bố phải khỏe, bố phải mạnh, nhưng mà không khỏe được và không mạnh được, và bố cháu đã qua đời. Cho nên cái nghị lực đó và để làm được điều đó, phải nói là mình phục lắm. Cháu có thể gọi là cô là một nghệ sĩ lão thành mới đúng.
cháu biết cô đã lỡ nhịp, cháu biết tại vì bài hát này cháu đã hát rồi, nhưng mà cô đã rong chơi với chính cái nhịp lỡ của mình, cô kiểm soát được cái phần nhạc mà cô đã ý thức được là mình cần phải theo, và cuối cùng cô đã hát một tác phẩm mà cháu cho rằng không có bất kỳ một sai sót nào về cảm xúc, về kỹ thuật của cô hát, về tất cả những gì, về sức khỏe của cô, về tinh thần của cô, về gọi cái thần thái của cô, thì có thể nói là cháu xin một lần nữa, cháu xin được phục cô luôn. Dạ. Con với Thu Phương, chúng con nhìn cô, chúng con nói rằng ao ước rằng mình tới cái tuổi đó mình cũng như vậy ha Phương ha. Dạ, cô đã tống đạt cho tất cả mọi người một cái thông điệp là già rồi ai cũng bệnh, bệnh thì phải rèn luyện vậy thôi, rất là đơn giản. Nhưng cái điều đó là cái điều mà nó đã cuốn hút con đến cái độ mà con ngồi kế bên, con thấy khi cô đang hát á, thì anh Huy ở đây húy hoáy ghi cái gì rất là nhiều. Con liếc ra con sợ, sao nãy giờ mình không ghi gì hết vậy, con không dám chớp mắt ra coi cô làm cái gì nữa đây. Ở trên sân khấu bây giờ cô hát tới cái gì nữa đúng đây rồi, đúng rồi. Bởi vì cái giọng của cô nó cứ vun vút á, nó cứ cao, nó vút mà con cảm thấy rằng là nó cứ bay mãi. Rất là nhiều sắc thái. Dạ, đúng rồi. Rất là nhiều sắc thái trong cái cách hát. Bay vun vút như là không biết nó dừng ở cái chỗ nào. Mà nếu mà mình chớp mắt một cái là cô bay mất thì sao. Cho nên cô quá tuyệt vời. Một lời khen như thế là làm cho tôi sống thêm được nhiều năm nữa. Năm nay mới có 81 tuổi thôi, chứ chưa nhiều đâu. Riêng em thì em rất là hai tay hai chân hoan hô cái triết lý sống của bác. Khi mà chúng ta khỏe thì mọi người chung quanh chúng ta cũng được lây cái khỏe đó. Khi mà chúng ta hạnh phúc, mọi người chung quanh cũng được hưởng. Nói về cái phần bài hát đó thì bao nhiêu cái cảm xúc mà nhạc sĩ Từ Huy muốn nói bác đã bày ra hết. Và cái đẹp nhất đó là cái kết thúc của cái bài hát. Khi mà giọng bác thăng lên, giữ im như thế, lấy hết tất cả sự chú ý của mọi người. Xin cảm ơn bác rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Và sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe số điểm và ban giám khảo dành tặng cho thí sinh Thục An. Xin mời đầu tiên giám khảo Đức Huy. 9 điểm. Số điểm của nghệ sĩ Thanh Thủy. 9,5. Wow, và số điểm của ca sĩ Thu Phương 9,5. Một lần nữa xin được chúc mừng bác với phần thể hiện rất tuyệt vời của mình ạ. Xin cảm ơn bác An ạ. Quý vị thân mến, và sau đây chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện và cùng thưởng thức giọng hát của thí sinh Ngọc Đẳng. Công việc hàng ngày của tôi là ở trường tiểu học Long Thành Mỹ, là nhân viên phục vụ, dọn quét, rồi trà nước cho giáo viên, rồi những cái lễ hội, giống như là quản gia cái trường luôn. Ở trường thì tôi rất là đam mê ca hát, tham gia những cái chương trình như là lễ khai giảng, lễ tổng kết, hoặc là thi tiếng hát mái trường xanh, lúc nào cũng có mặt hết. Ngoài cái công việc chính thì tôi còn có làm công việc phụ là lãnh thêm nấu đám tiệc nhằm những ngày cuối tuần á, khi mình có thời gian rảnh. Năng khiếu nấu ăn là thừa hưởng từ mẹ, ngày xưa cũng có gia đình cũng khó khăn, rồi mẹ buôn bán nấu ăn các thứ á, rồi theo mẹ riết rồi nhìn cái rồi quen. Tôi thì được sinh ra lớn lên trong gia đình là 9 chị em, mà tôi là út. Tôi rất là trân trọng, trân quý những cái gì mà tình cảm của anh em từ xưa tới giờ. Rồi bây giờ hiện tại thì mình cũng đang chăm sóc, giúp đỡ cho ông anh thứ 7 mà đang bị bệnh bại não, mổ sọ não nằm tại chỗ. Và bà chị thứ 3 và chị thứ 2 cũng lớn tuổi rồi, cũng neo đơn, con cái thì cũng ít, hoàn cảnh thì khó khăn. Cái biến cố nhất của tôi là khi mẹ mệt lên mà cơn đau tim, cấp cứu mẹ không kịp, mẹ đã chết trên tay. Trong vòng 3 tháng đó mà ba người thân đã ra đi. Cái nỗi đau đó tới bây giờ cô cũng chưa có nguôi. Thì mình rất là buồn, nhưng mà mình phải cố vượt lên để cho người ra đi còn thấy mình vui thì người ra đi mới vui. Cái tâm nguyện á là người chị thứ 6 rất là muốn Út đi hát bolero, nhưng mà thời gian không có cho phép và cũng điều kiện kinh tế không cho phép.
đến giờ phút này thì chị đã mất rồi, nhưng mà cái ước nguyện của chị em đã đang thực hiện. Chị ở nơi xa, chị nhớ lắng nghe em nói, em nhớ chị nhiều lắm, nhớ má, nhớ chị nhiều lắm. Cái thông điệp cuối cùng của tôi là muốn là các anh chị ơi, mình không còn được mấy người nữa, hãy yêu thương nhau, đừng bọc lẫn nhau,